được thưởng thức trực tiếp giọng ca của Hoàng Trang Nguyễn Đông với ca khúc Huế Sài Gòn Hà Nội. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt cho cặp đôi Hoàng Trang Nguyễn Đông. Bước sang ngoài.
của quý vị lúc này đây như thế nào ạ? Chúng ta đã thỏa lòng mong đợi đúng không ạ? Theo dõi bạn ấy ở trên trên mạng rất là nhiều rồi, chúng tôi theo dõi tất cả những ca khúc mà bạn ấy thể hiện. Vâng, lần đầu tiên được đứng cạnh bạn ấy, may mắn cho tôi quá. Bạn Trang thân mến, bạn đã vượt hàng trăm cây số để đến với chương trình hôm nay. Và đây là lần thứ mấy bạn đến với mảnh đất Tây Nguyên? Dạ, đây là lần đầu tiên em đến đây. Lần đầu tiên bạn đến với Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột ạ. Thì vậy thì hiện lúc này đây thì bạn có cảm xúc như thế nào về mảnh đất, về không khí cũng như về con người của Tây Nguyên cũng như là Crom Quách ạ? Dạ, em rất là thích không khí ở Buôn Ma Thuột. Tại vì ở dưới Sài Gòn của em thì nó nắng nóng và nó gay gắt, đến thời tiết nó không có được ôn hòa như ở trên đây. Cho nên trước tiên là thời tiết thì em rất là thích. Và em rất là ấn tượng với lại con người của vùng đất đó. Tại vì các anh chị rất là thân thiện. Dạ, bên trên này thì tụi em giống như là em út con cháu vậy đó. Cho nên là đi đến đâu cũng cảm thấy thoải mái, cũng cảm thấy vui hết. Vậy thì đây là lần đầu tiên bạn đến với Buôn Ma Thuột đúng không ạ? Bạn cảm thấy rất là thích đúng không ạ? Vậy thì bạn sẽ có trở về với Buôn Ma Thuột chúng tôi thêm một lần nào nữa không ạ? Dạ chắc chắn rồi. Chắc chắn. Và những người con Buôn Crom Quách cũng như Buôn Ma Thuột luôn luôn sẵn sàng chờ đợi đón nhận tình cảm của bạn, cũng như là tất cả những ca khúc mà quý vị và bạn sẽ mang đến trong chương trình, cũng như là cho những người Buôn Ma Thuột chúng tôi. Và xin được hỏi có quý vị, các quý nào ở đây, chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ về một ca khúc mà quý vị yêu thích dành cho bạn Trang không ạ? Có ai có yêu cầu không ạ? Ta thấy bài gì ạ? Diễm Sương ạ? Hay là ta đã thấy gì trong đêm nay? Nghe cái khúc này, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Xin mời bạn, và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt nữa ạ. Xin mời bạn. Chop them.